Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình của Midsize được trang bị bộ chuyển động Shimano DOG và bộ khung của chiếc xe là được lên từ nhôm. Tổng thể xe thì như các bác thấy trên hình rất là đẹp. Chiếc xe Midsize phối màu đỏ và đen cực kỳ là thể thao, đẹp. Chạy bộ chuyển động cũng rất là cao của Shimano địa hình, nó là Shimano DOG 13, 13 đĩa, xe 30 tốc độ. Bộ đuôi trục rỗng của Volvo Wheel. Bánh của chiếc xe là vành bánh là 27,5 inch. Tốc là nhân 1,95. Bản rất là to và đẹp, cực kỳ là thể thao. Khung là nhôm, ở đây là Superlight. Superlight là siêu nhẹ, nhôm là siêu nhẹ. Đúng là phần ghi rông của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm cũng ở Shimano DOG, thanh dầu Shimano, có khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái. Đi vòng giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Xe rất của các bác thì khoảng 62.3, nó khoảng 72-73 thì phù hợp. Chuyển động 10 lít 3 đĩa cho xe 30 tốc độ khác nhau. Đó, chuyển động thì cực kỳ mượt mà như các bác thấy trên hình. Rất là mượt. Chiếc xe đang bán với em mức giá thì là 8.800.000 cho một chiếc xe khung nhôm và chạy bộ chuyển động Shimano DOG. 8.8 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả lớn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.